Vào dịp FIFA Day tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu gặp các đối thủ mạnh ở khu vực châu Á. Bắt đầu với đội tuyển Trung Quốc ngày 10 tháng 10, đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 và cuối cùng là đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Đáng chú ý, tuyển Trung Quốc đang rất trông chờ màn tái đấu với chúng ta do từng nhận thất bại 1-3 ở cuộc chạm trán gần nhất tại Mỹ Đình. Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lại gửi lời mời giao hữu tới đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã cân nhắc rất kỹ để chọn lựa các đối thủ cho đội tuyển quốc gia nước này và những chiến binh sao vàng được coi là đối thủ phù hợp nhất cho đội quân huấn luyện viên Jankovic. Đội tuyển Trung Quốc muốn tăng dần độ khó trước thềm vòng loại World Cup 2026 sau khi đã đá giao hữu với hai đội ở Đông Nam Á là Myanmar và Malaysia trong tháng 9, thì đội tuyển xứ sở tỷ dân chọn đá với tuyển Việt Nam trong tháng 10. Đây là phương án để đội tuyển Trung Quốc tìm hiểu kỹ hơn về các đội ở Đông Nam Á nhằm hướng tới một chiến thắng trước tuyển Thái Lan ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026. Hơn nữa, việc để thua đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ bóng đá Trung Quốc. Theo như lời báo chí của Trung Quốc, bây giờ thì đội tuyển nước họ cần phải bình tĩnh đối mặt với những đối thủ làm họ bị tổn thương. Nên tuyển Việt Nam chính là đối thủ phù hợp nhất để tuyển Trung Quốc rèn bản lĩnh trước khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2026. Hơn nữa, hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có sức mạnh tương đương cộng thêm lối chơi cũng có một số điểm tương đồng nhất định. Vì vậy nên đội tuyển Trung Quốc coi trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam là màn chạy đà lý tưởng trước khi chạm trán Thái Lan trong tháng 11 tới. Sự lo lắng này bắt nguồn từ lực lượng của đội tuyển Trung Quốc trước thềm trận tái đấu với tuyển Việt Nam. Cách đây không lâu, đội tuyển xứ sở tỷ dân đã gây thất vọng với việc bị Malaysia cầm hòa, sau đó để thua Syria ngay sân nhà. Hai trận thua này khiến huấn luyện viên Jankovic chịu nhiều sức ép và truyền thông Trung Quốc cho rằng đội tuyển quốc gia nước này đã quá già nua để có thể cạnh tranh khi bước ra sân chơi châu Á. Truyền thông Trung Quốc đã dùng từ tệ hại để nói về màn trình diễn của đoàn quân huấn luyện viên Jankovic vì họ không thể thắng được những đối thủ có vị trí thấp hơn mình rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, họ tiếp tục hứng chịu gạch đá từ dư luận. Trước Malaysia, đội đứng thứ 136 thế giới, kém Trung Quốc tới 56 bậc và lại có lợi thế sân nhà. Nhưng Trung Quốc không thể thắng. Họ chỉ có được kết quả hòa một đều trong bối cảnh bị đối thủ dẫn trước. Đến trận giao hữu mới nhất hồi tháng 9, Trung Quốc tiếp tục được cổ vũ với hàng vạn người hâm mộ. Nhưng họ lại tiếp tục mang đến nỗi thất vọng với trận thua Syria, bại tướng của Việt Nam ở trận giao hữu trong tháng 6 vừa qua. Ở hai trận này, huấn luyện viên Jankovic sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ đã trên 32 tuổi. Truyền thông Trung Quốc cho rằng các tuyển thủ của họ đã quá già nua, không thể làm chủ trận đấu trước khi phải chạm trán với các đối thủ có thực lực. Chính vì lẽ đó, tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ thay máu lực lượng trong ít ngày tới. Rất có thể huấn luyện viên Jankovic sẽ đưa ra nhiều phương án thay đổi về nhân sự để chạm trán với tuyển Việt Nam. Theo đó, tiền đạo Ankerson đang bị xem xét loại bỏ sau khi có phong độ tệ hại trong thời gian gần đây. Anh mới chỉ có 5 bàn trong 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu không ấn tượng trước Malaysia và Syria. Chuyên gia Trung Quốc tin rằng Ankerson cần hai cánh để có thể hỗ trợ cho anh. Nhưng đội tuyển Trung Quốc lúc này thiếu mẫu cầu thủ như vậy. Tương tự với cầu thủ gốc Brazil, trung vệ được mệnh danh là Ramos Trung Quốc Zhang Linpeng có thể bị loại vì phong độ kém cỏi. Tiền vệ Guzzi bị chỉ trích vì không có màn trình diễn tốt nhất. Đồng thời, việc anh đã 34 tuổi khiến nhiều người cho rằng cầu thủ này nên rời đội tuyển quốc gia. Tờ Sina cho hay ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ vừa thi đấu ở ASEAN như là Zhu Chenji, Dai Wenju, Liu Yang, Gao Tianji, Tan Long, Phang Hao. Tại ASEAN, đội tuyển Olympic Trung Quốc cũng đã thi đấu khá ấn tượng mặc dù vừa để thua Hàn Quốc tại tứ kết. Cầu thủ được đánh giá là đạt phong độ khá tốt. Tuy nhiên, nếu được bổ sung lên đội tuyển quốc gia, họ chỉ có quỹ thời gian nghỉ ngơi quá ít và khả năng hòa nhập của họ khi lên đội tuyển quốc gia cũng là một dấu hỏi. Điều này có thể gây ra khó khăn nhất định cho đội bóng Đông Á trước khi tái ngộ tuyển Việt Nam. Ngoài ra, tờ báo này cũng cho rằng ở trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc có thể sẽ triển khai lối chơi tấn công để tập luyện các miếng đánh trước khi đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc lại thường gặp vấn đề trong quá trình chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Khi đó, các học trò huấn luyện viên Jankovic sẽ phải rất dè chừng với những đợt phản công nhanh của đội tuyển Việt Nam. Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đang được đánh giá không quá chênh lệch. Tuy nhiên, việc chơi trên sân nhà có thể khiến các thủ Trung Quốc gặp áp lực lớn hơn về tâm lý, đặc biệt khi họ từng để thua những chiến binh sao vàng vòng loại World Cup 2022. Đây cũng là yếu tố khiến tuyển Trung Quốc phải lo ngại trước khi chạm trán với thầy trò huấn luyện viên Trussier. Một tờ báo khác lại nêu lý do tuyển Trung Quốc nôn nóng tái đấu tuyển Việt Nam ở trận giao hữu sắp tới khi cho biết trận thua trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 ảnh hưởng lớn tới toàn bộ nền bóng đá Trung Quốc. Việc đội tuyển Trung Quốc chấp nhận tái đấu với đội tuyển Việt Nam xuất phát từ một vài lý do sau. Bóng đá Trung Quốc không muốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ. Chúng ta không nên sợ hãi trước đối thủ từng làm đội nhà tổn thương. Thay vào đó, đội tuyển Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn tâm thế đối đầu với đối thủ xứng tầm.
Xét trên nhiều yếu tố, đội tuyển Việt Nam là đối thủ thích hợp nhất đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm này. Về cơ bản, đây là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, do đó trận đấu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Trong khi đó, tờ báo hàng đầu Trung Quốc Sohu đã thu hút sự chú ý của độc giả với bài viết có tiêu đề là đội tuyển quốc gia Trung Quốc sẽ gặp lại đội chủ nhà từng khiến chúng ta thua cay đắng, đội hình xuất phát có thể thay đổi mạnh mẽ. Trong bài viết này, tờ Sohu đưa ra những phân tích về mục đích của đội tuyển Trung Quốc muốn tái đấu đội tuyển Việt Nam cùng một số tiết lộ về đội hình của đội bóng nước này. Mục đích đầu tiên là mô phỏng đối thủ ở vòng sơ loại World Cup. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam khá tương đồng với Thái Lan, cầu thủ của hai đội rất giống nhau về thể hình và lối chơi. Mục đích thứ hai là lấy lại thể diện. Như chúng ta đã biết, đội tuyển quốc gia của chúng ta đã thua thảm bại trước Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán nên đội tuyển Trung Quốc rất cần đánh bại họ để chữa lành vết thương. Sohu chia sẻ. Bên cạnh đó, theo tờ báo Trung Quốc, ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, đội hình chính của đội bóng xứ sở tỷ dân cũng sẽ có những sự thay đổi lớn. Cụ thể, Sohu cho biết, trước hết 7 cầu thủ gồm Dai Wenjun, Liu Zhang, Wu Shaokong, Tan Long, Gao Tianzi, Fernando và Wei Xihao dự kiến sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. 3 tuyển thủ Dai Wenjun, Liu Zhang và Gao Tianzi đã chứng tỏ được mình ở Asian Game. Đội tuyển Trung Quốc không có những cầu thủ kỳ cựu thực sự, vì vậy đội tuyển quốc gia cần họ. Wu Shaokong đang chơi giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và tình trạng của anh ấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Khả năng đột phá của Fernando và Wei Xihao chắc chắn tốt hơn hầu hết cầu thủ quốc tế và họ phải được sử dụng. Đội tuyển Trung Quốc nói riêng và nền bóng đá xứ tỷ dân nói chung đang có xu hướng đi xuống trong vài năm gần đây vì có quá nhiều cầu thủ luống tuổi, không còn nhiệt huyết chiến đấu. Dư luận cũng gây sức ép không nhỏ lên đội tuyển quốc gia, khiến cho đội bóng không thể gượng dậy. Bên cạnh đó, nạn cờ bạc dàn xếp tỷ số vẫn xuất hiện, khiến cho bóng đá Trung Quốc ngày càng đi xuống. Khâu đào tạo lực lượng trẻ của Trung Quốc vẫn đi đúng hướng nhưng còn rất lâu nữa, lứa cầu thủ trẻ mới có thể bước ra ánh sáng. Đây là giai đoạn mà những người làm bóng đá Trung Quốc cần phải kiên nhẫn, chịu sức ép dư luận và kiên trì trong công tác đào tạo trẻ. Về phía đội tuyển Việt Nam, chuyến du đấu tại Trung Quốc vào tháng 10 hứa hẹn sẽ là sự chuẩn bị vô cùng chất lượng với đoàn quân huấn luyện viên Trussier cho cuộc đua tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11. Với Quang Hải, Văn Toàn hay Tiến Linh, đây cũng sẽ là cơ hội chứng tỏ mình còn hữu dụng đối với bóng đá nước nhà để huấn luyện viên Trussier có thể chọn mình vào danh sách những cái tên góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong tương lai xa, cùng với những gương mặt khó có thể thay thế như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh hay Văn Lâm. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hai trận giao hữu trên đất Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Suwon World Cup. Đây cũng là một trải nghiệm vô cùng hữu ích bởi bóng đá xứ sở kim chi hiện nằm trong top đầu của châu lục. Bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng đội U23 và Olympic của họ đang mang lại một vài những dấu hiệu tích cực, và đó là dấu hiệu ban đầu về một sự đổi mới của nền bóng đá xứ sở tỷ dân. Cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam tới đây là cơ hội để họ tự kiểm chứng xem liệu rằng sự đổi mới ấy liệu có mang lại những tín hiệu khả quan hay không.